Bên cạnh chỉ số IQ thì chỉ số EQ cũng là một trong những chỉ số không kém phần quan trọng trong việc đánh giá năng lực của học sinh. Đại diện lớp nhạc Sun Music, một trung tâm đào tạo âm nhạc có quy mô và uy tín ở Hà Nội chia sẻ. Âm nhạc làm cho các bạn thể thông minh hơn, tư duy logic hơn cũng như là tăng khả năng vận động. Và cái đặc biệt nhất là âm nhạc tạo nên được sự phát triển về chỉ số thông minh, cảm xúc rất là nhiều. Đối với các em bé thì các em bé được là tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua âm nhạc ngay từ rất là nhỏ, từ những bài hát ru của mẹ. Và đấy chính là những cái mà bước khám phá đầu tiên đối với thế giới. Bởi vì âm nhạc có rất là nhiều màu sắc trong đó, có những cảm xúc vui, những cảm xúc buồn. Và khi các bé nghe âm nhạc, các em bé đều có thể cảm nhận được cái tình cảm đó. Thời gian gần đây, các bậc phụ huynh tỏ ra khá quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển chỉ số EQ ở trẻ nhỏ. Và một trong những môn học được xem là có tác động rất lớn đến chỉ số EQ của trẻ nhỏ chính là piano. Trước đây nhiều người quan niệm rằng học piano chỉ dành cho những học sinh theo học nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên quan điểm này giờ đã thay đổi. Tại các trung tâm đào tạo piano chuyên nghiệp ở Hà Nội như Sun Music có rất nhiều học sinh theo học. Điều đáng nói là những học sinh này không phải tất cả đều theo học âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên các em được gia đình cho học piano tại Sun Music là để bồi dưỡng tâm hồn, phát triển chỉ số EQ. Và trung tâm đào tạo piano Sun Music được xem là địa chỉ đào tạo piano được đông đảo phụ huynh tin tưởng cho con theo học. Với cái đàn piano thì các bạn được thể hiện mình và được thể hiện những cái cảm xúc của mình thông qua những cái bản nhạc các bạn ấy chơi. Các bạn có thể vui, có những cảm xúc vui, buồn, rồi là cũng lại hiểu hơn về những gì tác giả muốn gửi gắm trong bản nhạc. Và thông qua những bản nhạc đấy thì các bạn được phát triển trí tưởng tượng cũng như là về sự phong phú về cuộc sống cũng như là về hội họa. Và tôi nghĩ rằng đối với cây đàn piano thì cũng là một cây đàn cũng tương đối khó. Và đối với các em, đó cũng là một cái cơ hội để cho các em rèn luyện tiếng kiên trì trong cuộc sống. Được biết đến là trung tâm âm nhạc có uy tín với đội ngũ giáo viên chính quy, hệ thống chương trình học tại đây rất đa dạng, học sinh từ 4 tuổi có thể theo học được. Không chỉ giảng dạy piano cơ bản, trung tâm còn dạy và tổ chức những chương trình nâng cao dành cho những học sinh học piano chuyên nghiệp. Đại diện trung tâm Sun Music chia sẻ: chúng tôi luôn hướng đến cái sự phát triển về tâm hồn cho trẻ. Và thực ra đấy cũng không phải là sự khác biệt đặc biệt, nhưng đối với cả đến với Sun Music thì các em được học piano trong một cái không khí mới, trong một cái sự hòa đồng với các bạn, một sự tập thể, và cũng là một cái sự phát triển rất là nhiều kỹ năng xung quanh kỹ năng biểu diễn đàn piano đấy. Và chúng tôi sau những năm phát triển thì đã có một cái quá trình rất là cơ bản cho các cháu, từ những bạn bắt đầu học những nhạc đầu tiên và đến bây giờ thì đã có rất là nhiều bạn đã trưởng thành hơn. Sau 8 cho đến 10 năm học đàn thì các bạn ấy có thể chơi được những cái bản nhạc rất là nhiều, rất là khó, cũng như là tham gia được những cái kỳ thi. Như năm ngoái thì trung tâm của chúng tôi đã có những cái kỳ thi mở những cái festival tại Sun Music, cũng như là đưa học sinh đi dự thi festival ở nước ngoài, ví dụ như những festival về piano chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, hoặc là những festival châu Á tại Singapore. Và đến mùa hè năm nay thì chúng tôi cũng lại có những cái cuộc thi như thế. Không chỉ thu hút được đông đảo học viên theo học, tại Sun Music còn thu hút được rất nhiều các học viên tham gia kỳ thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế của Hiệp hội Hoàng gia Anh, tham gia các festival trong nước và quốc tế. Những hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc bồi đắp niềm đam mê của các em và còn cho thấy sự phát triển của một trung tâm đào tạo piano chuyên nghiệp. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng, cho phép chúng ta hy vọng về một sự phát triển toàn diện chỉ số IQ và EQ của trẻ nhỏ. Là một điều rất may mắn khi mình đã được giảng dạy tại trung tâm Sun Music, tính đến nay là đã tròn 5 năm. Khi học tại trung tâm Sun Music, các bạn học sinh có rất nhiều cơ hội tham gia vào các cuộc thi trong nước cũng như quốc tế. Và điều đáng mừng hơn cả là đã có rất nhiều các bạn học sinh đạt giải cao. Điều này không chỉ là niềm vui của các con mà còn là món quà vô giá đối với ba mẹ và cô giáo. Ở trung tâm Sun Music, học sinh ngoài việc được đào tạo chơi đàn một cách rất cẩn thận, theo giáo trình chuyên nghiệp, các bạn học sinh còn được học cảm thụ âm nhạc qua những bài xướng âm. Và điều quan trọng nhất là được nhìn thấy các bạn học sinh lớn lên mỗi ngày, nhìn thấy niềm vui của các bạn mỗi khi đến lớp là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Và hy vọng rằng theo dõi những thông tin mà chương trình đưa ra hôm nay, các gia đình, các bậc phụ huynh sẽ có thêm thông tin trong việc bồi dưỡng niềm đam mê theo học piano cũng như phát triển chỉ số EQ cho trẻ nhỏ.